Optiron Phaethon bằng chiến lược 3D trên đường chạy dao 2D. Optiron lựa bề mặt gia công. Cái này là bề mặt gia công, dùng nó sẽ lựa những bề mặt gia công, còn đây là bề mặt chép. Những bề mặt này nó sẽ không gia công, nó sẽ tránh ăn phạm những cái bề mặt mà chúng ta đã chép nó. Cái này là đường biên giới hạn gia công. Ở đây đường biên giới hạn chúng gia công là nó bằng mặt đá. Chúng ta phải tạo một cái kép. Ở dưới đây chúng ta đã tạo một cái kép. Đó là đường biên giới hạn gia công. Cái này là áp dụng điểm vào dao gần đúng. Đó là chúng ta sẽ sử dụng sao. Lựa một con dao. Cái này trả lượng dư do nguyên công trước để lại. Lượng một nguyên công trước. Cái này là lượng dư trừ lại thành bên. Right wall, lượng dư trừ lại thành bên. Right floor, lượng dư trừ lại ở mặt đáy. Khắp parameter này là chiều phay thuận nghịch phay kiểu sắc tính từ mũi. Tối ưu hóa bằng chiều sâu cắt. Cái này bằng vật liệu. Cái này là bước dịch dao. Bước dịch dao bằng 95% con dao. Còn cái này là bước súng với dao là 10 ly. Ở đây là tắt góc tạm thời chúng ta tắt đi. Cái này là cái góc bo nhỏ nhỏ nhất mà khi nó tạo cái đường ăn trực tiếp vuông góc với phôi, nó sẽ tạo một cái góc bo để tránh ăn trực tiếp với phôi. Nó sẽ gây ra mẻ phôi ở đây. Cái này là microlip. Mỗi lần nó cắt qua một cái đoạn này nè, với hạn mô xanh này nó sẽ nhấc dao lên. Với cái recharge là 0.25 ly. Đó, đây là điều kiện để nhấc dao. Nhấc dao khi nào? Nhấc dao khi tránh đường biên. Khi tránh đường biên hoặc quá khoảng cách này, hoặc là tránh đường biên và quá khoảng cách. Ok, chúng ta xem thử. Parameter. Đây là đường gia công của chúng ta. Ở đây chúng ta sử dụng là hạn chế nhấc dao. Đây là nó sẽ nhấc dao khi quá đường biên và quá khoảng cách. Nó sẽ nhấc dao nhiều hơn. Chúng ta thấy đường màu vàng nó mọc nhiều hơn, đó là cái đường nhấc dao khi nó để tránh những đường biên và quá khoảng cách. Cái ở đây chúng ta chọn never. Ở đây có chức năng gọi là tap down, có nghĩa là bước xuống. Tap over bước dịch dao, tap down là bước xuống dao. Ở đây có dạng gọi là tap up. Ở đây chúng ta thấy cái bề mặt gia công của chúng ta, mặt lên
là mỗi lần nó sẽ xuống mướn 10 ly. Cái lượng phôi dư nó ăn xong hết, chúng ta sẽ dập gia lập 3D. Sau khi nó chạy xong, chúng ta phân tích là nó sẽ xuống bước giao, mỗi lần giao là 10 ly, nó sẽ không chạy tinh lại những cái bề mặt mà nó đã chạy 10 ly. Ở đây có cái chức năng gọi là tap up, có nghĩa là sau khi chạy thô nó sẽ chạy về tinh cho chúng ta. Bật chức năng tap lên, mỗi lần chạy thô xuống 10 ly thì nó sẽ nhắc, nó chạy tin lại là mỗi lần 1 ly nó chia cái đoạn đáp khách ra mâm, ra nhiều đoạn 1 ly, rồi chúng ta sẽ thấy nó sẽ đi tin lại cái bề mặt. Sau khi nó chạy hạ xuống dép 10 ly, nó sẽ nhấc lên, nó chạy tinh mỗi bát là 1 ly lại, để nó chạy ăn tinh lại sát vô góc bề mặt. Nó chỉ cái bát 1 ly nhớ nhấc lên là chỉ tiếp xúc với cái bề mặt thôi, chứ nó không chạy thô những cái khoảng nó đã chạy. Và gia lập 3D chúng ta sẽ thấy sau khi nó chạy thua rồi nó sẽ chạy tinh lại, nó quét tinh lại cái bề mặt 1 ly. Ok, đây là chi tiết của chúng ta. Đó là chức năng của thằng tap up. Tap up đi tin tại bề mặt 1 ly của bước xuống dao. Ở đây nãy chúng ta có giới hạn là cái đường biên nhà công. Rồi, chúng ta hồi nãy chúng ta có được cái đường biên gia công là cái đường dưới mặt đá. Đó là cái đường vòng quanh mặt đá bên trên, đó là cái đường biên gia công chúng ta đã chọn. Ở đây chúng ta sẽ chọn là gia công bên trong đường biên. Chúng ta quan sát.
Nó chỉ gia công bên trong đường biên thôi, nó không gia công bên ngoài đường biên. Ở đây chúng ta thấy là cái đường chạy giao nó còn phạm vô cái đường biên luôn. Cái này nếu mà chết vào đây nó sẽ tới đứt luôn cái bán kính của con dao chúng ta để nó tránh ăn phạm vào cái vị trí đường biên. Rồi, chúng ta sẽ quan sát lại. Nó chỉ gia công bên trong cái đường biên này thôi. Và nó cộng lưu trừ luôn bán kính của cái con dao để nó không ăn phạm. Chúng ta thấy nó chưa chưa đáng lẽ nó sẽ gia công tới mặt này luôn, nhưng mà nó đã chừa cho chúng ta nên nó sẽ không phải là cái đường đó. Chúng ta bỏ đi, chúng ta sẽ thấy nó để gia công xuống mặt đáy luôn. Đây là cái khoảng offset để nó nằm trong bên trong là bằng, ví dụ như chúng ta chỉ muốn gia công giao cách đường biên khoảng chừng 20 ly nữa, nó sẽ thu nhỏ với đường gia công bên trong cái đường biên là 20 ly. Chúng ta thấy nó thu nhỏ cái đường biên vô bên trong này 20 ly, cộng luôn cái bán kính của con dao. Còn center có nghĩa là nó sẽ tính ngay tại tâm luôn, nó chạy cái đường tâm bằng cái đường biên. Tính toán tâm bằng cái đường biên. Còn outside là nó sẽ nằm bên ngoài. Bên ngoài cái đường biên. Còn cái này là nó khoảng mở rộng gia công thêm bên ngoài đường biên, cái này là cộng thu lên bán kính của con dao nó, có nghĩa là nó sẽ cắt cái đường biên lại 4 ly, tại con dao chúng ta là con dao 8 ly, đây nó sẽ dịch chuyển ra là 24 ly. Chúng ta quan sát nó sẽ mở rộng ra cái viên dạng gia công của chúng ta outside. Nó sẽ mở rộng cái đường biên gia công của chúng ta luôn. Outside. Và đó là chức năng Cool Containment đường biên và dao. Cái này là transition, có nghĩa là cái kiểu xuống dao mặc định là nó sẽ xuống dao theo kiểu xoắn ốc. Ở đây chúng tại vì nó chúng ta đã outside bên ngoài đường biên rồi, chúng ta chọn inside, ok không bỏ luôn này. Cái này là xuống thêm gram thử dao.
Hồi nãy chúng ta chưa có vào điểm tạp với trọng tháo sân, chúng ta vào Riochi, chọn app beta, chọn điểm này. Chúng ta return lại. Cái này là cái sinh ra từ cái sáng lóc, cái này nó đi theo cái góc đảo. Cái này sử dụng cho Jordan. Chúng ta để mặc định là Helix Only, bán kính vòng sáng lóc. Cái này nếu mà nó không tạo được cái vòng sáng lóc á, nó sẽ nhấn kiến dao xuống luồng cho chúng ta. Cái này là ZDF là giới hạn chiều sâu gia công. Ví dụ như chúng ta đang gia công từ mặt trên tới mặt đáy luôn, để giới hạn chiều sâu gia công chúng ta vào, chúng ta chỉ gia công từ độ sâu từ trừ 25 tới 40 thôi. Chúng ta quan sát nó chỉ gia công từ độ trừ 25 tới 40, gia công từ độ sâu trừ 25 tới 40 là ngay đây. Còn linking parameter có nghĩa là nó sẽ chọn cái cách nhấc dao. Cái ở trên shadow chúng ta sẽ bỏ phần giá hạn và công chiều dịch cao đi. Cái này là cái thông số lúc mà chúng ta chỉnh vào dao theo cung, bán kính bán vào dao có cung. Cái này là vào dao cung, cái này là góc ram lớn nhất, cái này chiều cao ram là 0.5. cái này fitting là dùng để tránh mà cái đường dao nó đi vuông góc với phôi, nó sẽ gây ra mẻ dao. Nếu mà chúng ta chọn đúng đó, ngay cái những cái góc vuông này nó sẽ đâm vào đây, nó sẽ trong nó đi ra, nó sẽ gây sóc dao tại cái điểm vuông góc này. Thường thường thì chúng ta có thể chọn kiểu minimize là giới hạn nhỏ nhất để nó phạm, còn nếu mà full thì nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà cái lượng dư rất là lớn, mặc định của Mastercam nó sẽ để là minimize. Còn đây là cách nhấc dao, chúng ta quan sát. Thường nó nhấc dao theo kiểu full là nó sẽ nhấc lên tới cái recharge cao nhất. Còn cái này là nhấc dao theo kiểu thấp nhất. Nhấc dao theo kiểu thấp nhất. Thường thường thì chúng ta sẽ chọn kiểu full, tại vì nếu mà chúng ta mà không kiểm soát được nó sẽ ăn phạm vô bề mặt của phôi, lúc đó chi tiết của chúng ta sẽ hư. Nên Mastercam để mặc định là full, nhấc lên cái vị trí rồi chắc khoảng chừng 5 ly, đó là cái độ cao an toàn absolute, nó sẽ tránh đụng phôi. Còn thun phiêu lẹt này là nhờ nó khi nó đi vào những cái đường thẳng ngay cái góc vuông này đó, nó sẽ tự động nó tạo lên cái QMR cho chúng ta. Nó mục đích của chúng ta là tránh ăn vào trực tiếp cái thành phôi này gây ra mẻ dao. Đây là thun phiêu lẹt. Hồi nãy là nó đi theo cái đường biên dạng XY, còn cái này đi theo đường bao giờ mượt theo cái đường biên dạng Z để tránh mẻ dao luôn. Rồi chúng ta quan sát.